Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng một hội nghị thượng đỉnh hòa bình giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine sẽ sớm được tổ chức vào mùa thu năm nay và các cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út diễn ra vào cuối tuần này sẽ là bước đệm hướng tới mục tiêu này. Trong bài phát biểu đăng tải trên trang web Tổng thống, ông Volodymyr Zelensky thông báo hàng chục quốc gia sẽ tham dự cuộc họp ở Jeddah trong hai ngày 5 đến 6 tháng 8 tới. Tổng thống Ukraine cùng các đồng minh đang tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế với các nguyên tắc cơ sở cho thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 18 tháng qua. Đây đã là cuộc họp thứ hai và gần 40 quốc gia sẽ tham dự. Cuộc họp đầu tiên là ở Copenhagen, Đan Mạch, và bước tiếp theo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu. Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện vào mùa thu này. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho hay, các cố vấn của nước này đã chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út. Kiev mong muốn có nhiều quốc gia hơn nữa ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin dự hội nghị ở Ả Rập Xê Út, làm bước đệm hướng tới hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Vào năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã trình bày công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia. Các bước này bao gồm lộ trình dẫn đến an toàn hạt nhân, an ninh lương thực và một hiệp ước hòa bình cuối cùng với Moscow. Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo G20 sử dụng tất cả quyền lực của mình để làm cho Nga từ bỏ các mối đe dọa hạt nhân và áp trần giá đối với năng lượng nhập khẩu từ Moscow. Nga tuyên bố bắn hạ 7 UAV gần Moscow, Nga thông báo đã bắn hạ 7 máy bay không người lái ở vùng Kagula gần thủ đô Moscow, cáo buộc đây là âm mưu tấn công khủng bố của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine tại vùng Kagula, cách thủ đô Moscow chưa đầy 200 km. Vyacheslav Lab, thống đốc vùng Kagula xác nhận trên Telegram rằng 7 UAV đã bị bắn hạ khi bay qua vùng trời khu vực này và không gây những tổn thất về người nặng nề hay là thiệt hại trên mặt đất. Vùng Kavula nằm ở phía tây nam thủ đô Moscow và phía đông bắc, vùng Ryan, nơi có chung biên giới với Ukraine và Belarus. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài sang năm thứ hai, các vụ tập kích UAV vào thành phố và thị trấn ở Nga đã gia tăng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 7 thông báo hạ ba UAV Ukraine tấn công thủ đô Moscow, cáo buộc đây là hành vi khủng bố trong đó một chiếc bị bắn hạ, hai chiếc bị áp chế điện tử và chế hướng lao vào một tòa tháp văn phòng. Hồi tháng 5, một số UAV tấn công và phát nổ trên Điện Kremlin cùng một số khu vực trong thành phố. Điện Kremlin ngày 1 tháng 8 nói rằng chiến dịch phản công thất bại khiến Ukraine tiến hành những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Moscow. Ukraine hầu như không bao giờ bình luận về hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 30 tháng 7 cảnh báo chiến tranh đang đến với người Nga, trong đó có các đô thị mang tính biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này trở thành mục tiêu. Yếu tố giúp Nga giữ vững phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine Nga có thể giữ vững phòng tuyến trước cuộc phản công của Ukraine không chỉ nhờ các bãi mìn nhiều lớp, UAV và hệ thống tác chiến điện tử cực kỳ hiệu quả. Việc đảm bảo nguồn cung cấp khí tài ổn định và thích nghi với lối đánh của Ukraine cũng đem lại cho Moscow nhiều lợi thế. Theo nhiều báo cáo và đánh giá của các chuyên gia, phòng tuyến kiên cố của Nga với các bãi mìn nhiều lớp, máy bay không người lái UAV và hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine đang gây ra bế tắc cho Ukraine trên tiền tuyến. Chiến dịch phản công của Ukraine từ đầu tháng 6 tới nay nhằm giành lại các vùng lãnh thổ tại phía đông và nam đang gặp nhiều khó khăn, buộc Kiev phải tìm cách thay đổi chiến lược. Tôi không đánh giá thấp đối phương, tướng Oleksandr Tanatsky, người phụ trách cuộc phản công của Ukraine, nói với BBC gần đây. Ông cho rằng hệ thống phòng thủ của Nga đang khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn khi tiến quân. Một trong những rào cản lớn nhất đối với bước tiến của Ukraine là Nga đang củng cố chiến tuyến dài gần 1.000 km bằng các bãi mìn, chiến hào và hàng răng rồng, những chướng ngại vật hình kim tự tháp nhọn bằng bê tông có thể chặn xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn đặc biệt trong việc đối phó với các bãi mìn nhiều lớp, ngay cả các thiết bị giả phá bom mìn cũng bị mắc kẹt trong những bãi mìn như vậy. Do đó, Ukraine phải thay đổi chiến lược binh sĩ của họ phải bò trên mặt đất và giả phá bom mìn bằng tay. Công sự kiên cố của Nga cũng đã buộc Ukraine phải bỏ lại một số xe tăng tiên tiến của phương Tây. Maxim, một chỉ huy xe tăng Ukraine gần tiền tuyến, cho biết thường có hơn 4 hàng bãi mìn phía trước các tuyến phòng thủ của Nga. David Lewis, một công tác viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Russi của Anh, nói với Insider rằng các tuyến phòng thủ của Nga rất vững chắc nhờ việc rút quân có tính toán của họ khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái. Quyết định đó đã được chứng minh là đúng về mặt chiến thuật theo quan điểm của Moscow vì nó cho phép các lực lượng Nga bảo vệ một tiền tuyến tương đối ổn định, sử dụng các công sự và tuyến phòng thủ rộng lớn cùng với sự bảo vệ của sông Yipro ở phía tây. Những lợi thế tự nhiên của một lực lượng phòng thủ rất có lợi cho Nga, ông Louis nói với Insider. Tướng nghỉ hưu Australia Mick Ryan cũng cho rằng các tuyến phòng thủ của Nga phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với các tuyến phòng thủ mà bất kỳ quân đội nào đã từng trải qua trong gần 80 năm qua. Ai đang nắm lợi thế trong cuộc chiến Nga-Ukraine? Có khá nhiều bằng chứng cho thấy quốc gia đang thắng hay thua trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trên chiến trường, Ukraine không đạt được bước đột phá nào khả quan để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga. Trong khi đó, vũ khí NATO lại tiếp tục bị tiêu hủy trên chiến trường ngày 2 tháng 8. Còn trên mặt trận kinh tế, Nga vẫn trụ vững trước các đòn trừng phạt của phương Tây. Vào tháng 8 năm ngoái, truyền thông Anh đã từng đưa tin rằng các biện pháp trừng phạt Nga đang phát huy tác dụng, và gần đây, tờ này lại đăng bài viết có tiêu đề Vì sao cuộc chiến kinh tế chống lại Nga lại thất bại? Chớ treo là sau chiến thắng với cùng một bức ảnh biếm họa Tổng thống Putin, nhưng cả hai tiêu đề lại hoàn toàn đối nghịch nhau. Điều đó đã chứng minh rõ nhất cho sự thất bại của phương Tây trước người Nga. Rõ ràng là châu Âu đang phải trả giá quá đắt khi mà không có bất kỳ đánh giá thực tế nào về nền kinh tế của Nga. Và cũng vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với năng lượng nhập khẩu từ Nga, cũng như là cấm tất cả người Nga được đi lại tự do trong khối EU. Ngay sau đó, truyền thông Ý đã hé lộ rằng ngôi nhà sang trọng trị giá 4 triệu đô la tại Ý của ông Zelensky lại được cho là người Nga thuê. Cũng trong một năm sau, Reuters hôm mùng 1 tháng 8 đưa tin rằng xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đã tăng 30% so với tháng 7 – như vậy là châu Âu không những phớt lờ lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, mà còn hiểu ra rằng nền kinh tế của châu Âu hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng giá rẻ của Nga. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng lớn nhất của Đức là Universal đã thất vọng khi mà bị phía Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt. Kể từ khi Nga cắt nguồn cung cấp vào tháng 11 năm ngoái. Tập đoàn này đã bị lỗ 11,6 tỷ euro do phải mua khí đốt thay thế từ nhà cung cấp khác với giá cực cao. Rõ ràng là Đức đã trở thành nạn nhân của lệnh trừng phạt Nga và chính nguồn khí đốt của Mỹ đã khiến cho Đức phải thua lỗ nặng như vậy. Thêm nữa, truyền thông Đức cũng đã tiết lộ rằng xe tăng của Ukraine đang được vận hành bằng xăng dầu do Nga cung cấp. Chính quyền Kiev thì gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu để duy trì nỗ lực chiến tranh trong đó có nguồn dầu diesel từ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà cả hai quốc gia này đều đang nhập khẩu rất nhiều dầu từ Nga. Tập đoàn năng lượng MOU của Hungary đã tăng gấp đôi doanh số bán hàng sang Ukraine trong 6 tháng qua, và đây được cho là nghịch lý của chiến tranh. Cũng vào tháng 6 vừa qua, cựu ngoại trưởng Ba Lan Wazyskowski đã tuyên bố rằng phương Tây chỉ chờ đợi thời điểm xung đột kết thúc để khôi phục lại mối quan hệ thương mại với Nga. Theo chính trị gia này, thì các nước phương Tây, đặc biệt là Đức, quốc gia công nghiệp hàng đầu của EU, đang rất cần một mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Tuy nhiên, không chỉ có Đức cần Nga, mà ngay cả Ba Lan cũng không thể chối bỏ được nguồn nguyên liệu thô của Nga. Trong đó, bằng chứng cho thấy Ba Lan đã nhập khẩu rất nhiều nhôm có xuất xứ từ Nga. Chính quyền Ba Lan luôn tuyên bố sẽ sát cánh đoàn kết với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Nhưng mà, việc Ba Lan cấm ngũ cốc của Ukraine cho thấy khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm, thì tình đồng minh cũng bị phá vỡ. Có thể nói Ukraine đã đánh mất chủ quyền của mình từ năm 2014, kể từ khi cuộc đảo chính Maidan và lập nên chính phủ bù nhìn thân phương Tây. Thời điểm này, Ukraine đang dần sụp đổ với những bằng chứng rõ ràng. Thứ nhất, bán đảo Crimea đã bị sát nhập vào Nga. Thứ hai, khu vực Donbass với nhiều mỏ than, khoáng sản cùng 4 triệu cư dân gần như là do Nga kiểm soát. Thứ ba là giá năng lượng, điện, nước và thực phẩm đang tăng chóng mặt Thứ tư, Ukraine không còn tự do ngôn luận, báo chí độc lập hay là đảng phái đối lập để giám sát các hành vi tham nhũng của chính phủ. Cùng với việc Ukraine đang trong chiến tranh mà không có triển vọng giành chiến thắng và đã mất hơn 200.000 binh sĩ trên chiến trường và cuối cùng là Ukraine đang vay hàng tỷ đô la mà những thế hệ sau không biết phải làm như thế nào để trả nợ cho phương Tây. Điều này đúng như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từng tuyên bố vào hồi tháng 7 vừa qua rằng Ukraine không có cơ hội thành công trên chiến trường và sẽ sụp đổ ngay sau khi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Thủ tướng Hungary nói như sau, nếu như mọi người Mỹ muốn thì sáng mai sẽ có hòa bình, còn tại sao người Mỹ không muốn thì đây lại là câu hỏi mà cả thế giới đang suy nghĩ. Rốt cuộc thì Ukraine đã thực sự mất chủ quyền bởi vì Ukraine không có tiền và không có quân đội. Rõ ràng là Ukraine mất chủ quyền và không tự quyết được vận mệnh của đất nước mình do giới lãnh đạo Kiev đã chót nhận tiền của phương Tây. Xung đột đang leo thang, giới lãnh đạo Ukraine vẫn sống trong sự xa hoa. Với việc phương Tây đổ một lượng lớn đô la vào Ukraine, thì người dân phương Tây từng hy vọng rằng chính quyền Kiev sẽ sử dụng khoản tiền này một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, các vụ bê bối và tham nhũng đã trở nên quá phổ biến ở Ukraine. Điển hình gần đây nhất là Quốc hội Ukraine đã quyết định phế bỏ chức vụ phó đảng người hầu nhân dân của Yuri Aristov. Ông này cũng đã bị cơ quan an ninh Ukraine tiến hành điều tra hình sự. Nghị sĩ Yuri Aristov đã lợi dụng danh nghĩa đi công tác để trốn sang quần đảo Maldives và tận hưởng một kỳ chuẩn bị sang trọng kéo dài trong khách sạn 5 sao vào giữa tháng 7. Để có được kỳ nghỉ xa hoa này, Yuri Aristov đã rút ruột các khoản viện trợ phương Tây dành cho an ninh và quốc phòng của đất nước. Yuri Aristop từng là người rất thân cận với Tổng thống Zelensky và tất nhiên đây không phải là trường hợp cá biệt. Sự kiện thành viên hội đồng thành phố kia là Vyacheslav Chuspinin đã bỏ trốn khỏi Ukraine cũng đang gây chấn động cho đảng cầm quyền Tổng thống Zelensky. Cuộc chạy trốn táo bạo và chót lọt của Chubistin trên chiếc xe Mercedes S600 hướng tới biên giới Ba Lan được cho là nhờ sự giúp sức của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine. Kirill Budanov. Cuộc đào tẩu này đã xảy ra chỉ 3 ngày trước một phiên tòa xét xử chống tham nhũng của toán tối cao Ukraine, nơi mà ông này bị truy tố về tội hối lộ khoản viện trợ nhân đạo dành cho lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine. Hiện giờ, Chubisdin đã rời Ba Lan và tiếp tục chạy trốn trước lệnh truy nã quốc tế. Đây chỉ là hai trường hợp nổi cộm nhất trong số rất nhiều vụ tham nhũng của các quan chức Ukraine. Có điều trong khi chính quyền Kiev ban hành các điều luật nhằm hạn chế đàn ông rời khỏi đất nước trong thời chiến, thì các quan chức của Tổng thống Zelensky vẫn bay ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Và số tiền đó được lấy từ các nguồn viện trợ của Mỹ và EU. Vào hôm 20 tháng 7, Reuters cho biết EU hiện đang đề xuất một quỹ trị giá 20 tỷ euro để mua vũ khí, đạn dược và viện trợ quân sự cho Ukraine trong vòng 4 năm tức là mỗi năm Ukraine sẽ nhận được 5 tỷ đô la mua vũ khí chỉ riêng từ EU. Đề xuất này được gắn mác là để mang lại cho Ukraine những đảm bảo an ninh lâu dài. Châu Âu đã hào phóng như thế, vậy thì Mỹ gửi thêm bao nhiêu tiền nữa cho Kiev trong thời gian tới? Có một điều chắc chắn là chiến tranh càng kéo dài thì chính quyền Tổng thống Zelensky càng nhận được thêm nhiều tiền viện trợ, đồng nghĩa là chính quyền Joe Biden và đồng minh của họ càng có cớ để rút tiền thuế của người dân của mình. Điều này cũng trùng hợp khi mà Tổng thống Zelensky vừa tuyên bố rằng chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn thì không có gì là đủ. Trước đó thì Ukraine đã nhận được khoảng 160 tỷ euro từ các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ. Tất nhiên, việc chờ tiền để mua vũ khí là cách cớ hợp lý nhất để tham nhũng. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đội giá một thực phẩm cho quân đội cao hơn gấp 2-3 lần so với giá thị trường đó mới chỉ là thực phẩm, còn đối với vũ khí thì quan chức Kiev bị cáo buộc mua xe bọc thép với giá cao gấp 3 lần giá thực tế. Có lẽ không ngạc nhiên khi mà người dân Ukraine đã phẫn nộ trước việc con gái của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Renikov mua một căn nhà ở Pháp với giá 7 triệu euro, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm. Dù là nền kinh tế ở châu Âu đang teo tóp, nhưng các thành viên EU cũng cố bóp hầu bao để góp tiền mua chung vũ khí chuyển cho Kiev. Cùng với đó là Ukraine cũng nổi tiếng là thị trường buôn lậu và tuồn vũ khí ra nước ngoài bán kiếm lời. Ukraine đang mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, thế giới đã chứng kiến chiến tranh lạnh quay trở lại một cách nguy hiểm khi mà Nga một lần nữa trở thành mối đe dọa đối với phương Tây và cuộc tấn công Ukraine đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Trong khi phương Tây lặp đi lặp lại câu thần chú là Nga tấn công Ukraine một cách vô cớ, thì Tổng thống Putin đã chỉ ra rằng điều mà ông cho là mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh của nước ông là do sự mở rộng của NATO gần biên giới của Nga. Cũng nhờ cuộc xung đột này mà NATO đã được mở rộng và củng cố quyền lực hơn với sự gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, chính quyền Biden lại chỉ để mắt đến Ukraine để chống lại Nga. Vậy thì tại sao lại như vậy? Câu trả lời chính là mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden trông giống như là những người bạn có cùng chí hướng. Đó là cùng phục vụ cho giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu, bất chấp cả đống tiền của phương Tây đổ vào hố đen Ukraina thì người Nga vẫn án ngữ tại mặt trận phía đông và Ukraina chỉ còn cách duy trì các cuộc tấn công để giành lại các lãnh thổ mà không đưa ra các mốc thời gian rõ ràng. Chính quyền Biden đã rót hàng tỷ đô la vào Ukraina mà không có bất kỳ cuộc giám sát nghiêm ngặt nào của Quốc hội Mỹ. Có thể chúng ta đã nghe nhiều đến việc Trung Quốc mua đất ở châu Phi hoặc là bẫy nợ trong sáng kiến vành đai và con đường. Hàng chục tỷ đô la mà Trung Quốc cho các nước nghèo vay đều nằm trong các dự án về hạ tầng, năng lượng và viễn thông. Vậy thì các nước đi vay đã được hưởng lợi như thế nào từ các khoản đầu tư của Trung Quốc? Lợi không thấy đâu mà tại thời điểm này, ít nhất là 8 quốc gia đã phải gán tài sản quốc gia để trả nợ cho Bắc Kinh. Giống như việc Trung Quốc đã siết nợ bằng cách lấy đất đai tài sản của các nước châu Phi, thì giờ đây Mỹ cũng đang thực hiện điều gì đó tương tự ở Ukraine giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang giàn dựng sự hủy diệt có hệ thống ở Ukraine và biến quốc gia này thành một quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào các ông chủ Mỹ và phương Tây. Giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu này là một trong những tỷ phú giàu có, đã dùng tiền để mua chuộc, chi phối, thao túng, các chính trị gia và những người đứng đầu các quốc gia để thực hiện các chương trình nghị sự mang lại lợi ích cho họ. Các chương trình nghị sự này bao gồm kích động chiến tranh, hủy hoại kinh tế và xã hội được nhóm tinh hoa này thiết kế tỉ mỉ nhằm vào các quốc gia có chủ quyền để chiếm đoạt đất đai và tài sản của họ. Vào tháng 5, Tổng thống Putin trong bài phát biểu ở Quảng Trường Đỏ đã cáo buộc rằng giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu đang dùng các thủ đoạn để kích động thù hận dẫn tới các cuộc xung đột đẫm máu. Ông nói như sau. Giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu này tiếp tục nhấn mạnh vào chủ nghĩa ngoại lệ của họ Họ khiến cho nhiều người phải chống lại nhau, chia rẽ xã hội, kích động xung đột đẫm máu và đảo chính gieo rắc hận thù, bài xích đất nước Nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, phá hủy các giá trị gia đình truyền thống vốn làm nên con người. Vì vậy mà không quá ngạc nhiên khi mà Thủ tướng Hungary đã nói rằng nếu mà người Mỹ muốn thì sáng mai sẽ có hòa bình, còn tại sao người Mỹ không muốn thì lại là câu hỏi mà cả thế giới đang suy nghĩ. Tờ Politico cho biết rằng cựu tổng thư ký NATO đã trở thành cố vấn cho chính quyền Zelensky, và từng thực hiện nhiều chuyến công du tới Mỹ để vận động chính quyền Biden cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. Nhưng mà điều chấn động hơn cả đó chính là lời thừa nhận của ông này về tổng thống Joe Biden. Ông nói như sau: "Chúng tôi thật may mắn khi có một người theo chủ nghĩa toàn cầu thực sự đang ở trong Nhà Trắng. Điều này lý giải vì sao mà chính quyền Biden và các chính phủ phương Tây đang muốn kéo dài chiến tranh để đục đẽo Ukraine." Không có gì ngạc nhiên khi mà tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cánh tay phải của chủ nghĩa toàn cầu thừa nhận rằng, nghe có vẻ nghịch lý, nhưng mà hỗ trợ quân sự trong Ukraine là con đường nhanh nhất mang lại hòa bình cho quốc gia này. Việc giới tinh hoa toàn cầu, bao gồm quỹ BlackRock và ngân hàng JP Morgan, dự kiến thành lập ngân hàng tái thiết Ukraine chỉ là bước khởi đầu của quá trình Ukraine mất chủ quyền. Trong đó Tổ chức dự án cho thế kỷ mới của Mỹ gọi tắt là PNIC có trụ sở tại Washington được cho là đại diện cho các lợi ích tài chính hùng mạnh, chi phối chính sách đối ngoại của Mỹ và thúc đẩy cáo buộc chiến tranh để duy trì chương trình nghị sự của giới tinh hoa toàn cầu. Chương trình nghị sự này được thực hiện thông qua các vụ thay đổi chế độ đảo chính. Các cuộc cách mạng màu mà điển hình là vụ đảo chính ở Ukraine vào năm 2014, cũng như là áp đặt các khoản nợ dẫn đến hỗn loạn chính trị và xã hội vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi mà cờ mỹ và eu đều đổ nhiều tiền vào ukraine vì họ nhìn thấy một cơ hội để tận dụng sự hỗn loạn và giành lấy thị phần béo bở của họ trong việc kích động chiến tranh có thể nói ukraine đang mắc kẹt trong vòng xoáy nợ nần khủng khiếp với phương tây nhìn rộng hơn trong cuộc xung đột này đó chính là ukraine đã trở thành quốc gia mất chủ quyền và đang trên con đường bị thôn tính và điều hành bởi các cường quốc phương tây. Quá trình xiết nợ bắt đầu khi mà Mỹ cho rằng Ukraine nên bắt đầu từ trả tiền mua vũ khí cung cấp cho họ. Như vậy có thể thấy là chính quyền Biden thừa biết Ukraine không có tiền để mua vũ khí mà hoàn toàn trông chờ vào nguồn hỗ trợ của nước ngoài để điều hành đất nước. Nhưng không có tiền không có nghĩa là Ukraine không có thứ gì để trao đổi. Vì vậy mà phương Tây đã ép Ukraine phải giao bán tài sản quốc gia với cái giá rẻ mặt. Vào tháng 12 năm ngoái, tổng thống Zelensky đã bán đất nước của mình cho quỹ đầu tư quản lý tài sản lớn nhất thế giới của Mỹ là BlackRock. Tất nhiên là mục tiêu của quỹ BlackRock là quan tâm đến lợi nhuận và hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức. Chẳng hạn như quỹ này đã mua toàn bộ khu nhà dân cư của các thành phố của Mỹ rồi thổi phồng giá bất động sản và giá thuê, biến người lao động Mỹ từ những người sở hữu nhà thành những người phải đi thuê hoặc là bị đẩy ra đường, trở thành người vô gia cư. Đó là những tiết lộ từ chính tờ tạp chí Mỹ nổi tiếng The American Conservatives. Qua bài viết có tiêu đề BlackRock sẽ mua Ukraine, tờ này có đoạn viết như sau. Người ta gần như có thể đảm bảo quỹ BlackRock được chính phủ Ukraine trả hậu hĩnh cho việc tư vấn về lộ trình tái thiết này và chính phủ Ukraine hiện đang nhận tiền tài trợ từ đâu. Trong bối cảnh nền kinh tế đang trong tình trạng hỗn loạn và chiến tranh, tất nhiên là từ chính phủ Mỹ. Vào cuối năm ngoái, Mỹ đã cung cấp 13 tỷ đô la hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho chính phủ Ukraine để tránh thâm hụt và phá sản hoàn toàn. Tổng thống Joe Biden đã hứa sẽ hỗ trợ Ukraine chừng nào còn có thể. Vì vậy mà BlackRock được người nộp thuế tại Mỹ trả tiền thông qua chính phủ Ukraine để đưa ra một số kế hoạch đảm bảo sự thành công của các khoản đầu tư trong tương lai của họ ở Ukraine. Và đây chính là lý do giải thích vì sao mà chính quyền Biden không muốn có hòa bình ở Ukraine và gạt bỏ mọi cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh